Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC and OC Health and Education stands for our community because we believe that our community thrives when we come together. That is why we invite you to join us every Tuesday at 7 p.m. on channel 56.10 and on Wednesday morning at 14.2. We hope this show will continue to educate, empower, and employ our community and inspire our community. We have a great honor to introduce you, Dr. Tone Tran, today to the show. He is here to talk about the importance of vaccination and also about to understand more about what COVID long haul is. Julie Yip, kính chào quý vị, khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức, Y khoa, Gia đình và Xã hội. Julie hy vọng chương trình sẽ tiếp tục giúp cho quý vị và nói chuyện về thông tin rất là quan trọng cho quý vị. Hôm nay Julie hân hạnh mời được bác sĩ Thoảng lên đài nói chuyện về COVID, chích ngừa cho COVID và tại sao mình phải tìm hiểu thêm cái COVID long haul. Cảm ơn bác sĩ đã lên đài hôm nay nói chuyện với Julie, rất là hân hạnh gặp được bác sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, trước hết cảm ơn sự theo dõi quý vị và chương trình của cô Julie ngày hôm nay, và đồng thời cảm ơn cô Julie mời tôi lên chương trình này. Thì hôm nay cũng là một cơ hội để cho tôi chia sẻ với quý vị khi phải đối diện với bệnh COVID, một bệnh do con virus nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe cũng như là có thể làm chết người trong 2 năm qua. Thì đây là cơ hội để chúng tôi nói lên cái sự quan trọng của vấn đề chích ngừa cũng như là cái nguy hiểm của cái bệnh COVID trong khi bị cũng như là sau khi bị COVID mà đã hết bệnh rồi. Cái dư chứng kéo dài rất lâu. Dạ vâng. Bác sĩ, trong năm hơn gần 2 năm nay á, là cái COVID đã ảnh hưởng rất nhiều người, mà Julie thấy đó là cái số lượng mà mất người á, là cho học tháng 3 mà Julie làm cái COVID Memorial Nationwide, we lost about 500,000. Mà cái số mà Julie mới thấy ra đó bây giờ là 600,000 người mất mạng về COVID. Bác sĩ nói cho khán giả biết là tại sao cái số lượng đây nó rất cao vậy mà bây giờ không có ai nói nữa. Thật ra thì cái này là chuyện đầu tiên phải nói, nó là pandemic. Pandemic nó là toàn cầu chứ không phải là chỉ có xứ Mỹ không mà thôi. Bắt đầu có thể đây là một những cái trong 100 years qua đó, đây là một cái lần đầu tiên cái dịch COVID nó giết nhiều người Mỹ. Tới ngày hôm nay có thể hơn 600,000 người. Thì đó là một cái cho ta thấy là cái nguy hiểm của bệnh cái vi trùng, cái siêu vi COVID. Thành ra tôi nghĩ là cái siêu vi COVID này thật ra đó, nó chỉ là biến dạng từ những cái con siêu vi khác. Tới ngày hôm nay, càng ngày nó càng nguy hiểm hơn thôi. Thành ra cái chuyện mà mình làm sao mà chặn đứng được cái dịch COVID này để cho trong tương lai nữa, là tại vì cái con siêu vi này đó nó biến dạng. Mutation. Nó mutated. Thành ra bắt đầu mình nói COVID không, bây giờ COVID là Alpha, Beta, Delta là 4 loại COVID nó biến dạng rồi. Thành ra cái con COVID này càng ngày nó càng biến dạng. Mình phải làm sao để chích ngừa để tất cả mọi người có một cái miễn dịch cộng đồng, herd immunity, để mà chặn đứng lại, để cho con siêu vi nó tiếp tục nó biến dạng và tiếp tục nó làm nó gây nó nguy hiểm hơn, mà nó gây ra tử vong cao hơn. Yeah, các bác sĩ nói về cái triệu chứng đó. For the audience right now, this is a bilingual show. Yeah. So we want to take the opportunity to let you understand what we're talking about. COVID is a pandemic. What that means is it impacts the nation, the US and around the world. And I know you mentioned that COVID has different variants. Mm-hmm. And I know it's so important that we get vaccinated. But how do we meet herd immunity, bác sĩ? Ông tổng thống của đương kim tổng thống của chúng ta thì ông đang đặt một cái tiêu chuẩn, cái goal của ông là tháng 7 này là phải trên 70% cư dân Mỹ được chích ngừa, lúc đó gọi là herd immunity. Tới ngày hôm nay ông chưa có làm được chuyện đó, nay nó còn chỉ 60-mấy%, tùy theo tiểu bang California hay là tùy từng vùng trong California, có nhiều địa điểm, ví dụ như là tùy cộng đồng. Ví dụ như cộng đồng Việt Nam ta rất là
phấn khởi là tại vì cộng đồng Việt Nam tôi biết là con số nó trên 60, gần 70, có thể có nhiều tùy theo nhiều địa phương, nhiều quận lên trên 70 nữa. Thì đó là tiêu chuẩn, đó là cái mục đích, cái goal của chính là Việt Nam gọi là quốc sách đó, là để cho có herd immunity là trên 70 và hơn nữa là số dân cư người lớn tuổi đó, adult, được có fully vaccinated, chích hai mũi. Thành ra quý vị phải nhớ là rất là quan trọng, quý vị nào đã chích một mũi rồi nên chích mũi thứ hai để cho được fully protected. Khi mà một mũi đầu thì có thể cái protection có thể lên tới 35-40%, nhưng mà fully vaccinated thì có thể 90% hoặc hơn nữa, tùy theo từng một sắc dân, tùy theo mọi bệnh của mỗi người cá nhân. Thành ra vấn đề herd immunity, trả lời cô là tới ngày hôm nay ở quận Cam mình rất là tốt, quận Cam mình chòm chèn 60, có nhiều chỗ 60, có chỗ 70, có chỗ hơn 70 một tí. Nhưng mà có những tiểu bang khác, những hay là những vùng khác, hay là những sắc dân khác, những cái immunity, những cái community khác, nó không được như vậy. Cộng đồng Việt Nam rất là tốt. Tôi rất là phấn khởi khi thấy con số của cộng đồng Việt Nam được chích ngừa rất là cao. Tại Julie có phòng mạch ở quận Cam, ở Garden Grove, mà tại Julie đa số làm với gia đình mà có em khuyết tật. Thì cái phần số lượng của bệnh nhân của Julie là hơn 90% luôn. Thì Julie thấy đó là nhiều người mà có medical condition hay các triệu chứng gì đó, họ rất là lo lắng và họ ráng bảo trợ cho gia đình của họ với cộng đồng của mình. Julie thấy cái herd immunity rất là quan trọng. Mà bây giờ mình thấy rất là nhiều nó có cái chương trình nó khuyến khích cho mọi người đi chích ngừa. Có thể là có cái ticket đi Disneyland, hay có thể cho đi, bây giờ Julie thấy họ làm cái immunity ở McDonald's nữa. Bác sĩ nghĩ mình làm vậy có khuyên được thêm người để cho chích ngừa không? Tôi nghĩ là có, là tại thế này, đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân thôi. Thì tổ hợp y tế Family Choice hiện nay đang phục vụ khoảng chừng gần 60.000 bệnh nhân của Captima. Của Captima. Vì vậy nên trong tháng 5 vừa qua đó, tổ hợp y tế Family Choice được nhận được từ Captima 3.000 dose của Moderna vaccine. Thì lúc đó Captima có khuyến khích những thành viên của Captima đi chích, thì họ nói là mỗi một mũi chích, mà khi chúng tôi họ đưa thuốc cho tổ hợp Family Choice, chúng tôi chích cho bệnh nhân của Captima và của những người cao niên trên 65 tuổi có ở trong dạng Medi là dual eligible đó. Thì chích đó thì thuốc từ Captima, từ quận đưa xuống cho Captima đưa cho Family Choice. Rồi cho chích cho thành viên của Captima, thì mỗi một người nào chích một mũi từ 25 đồng, 25 đồng gift card. Thì có nhiều bệnh nhân của tôi họ đến họ khoe, nói ông bác sĩ tôi nhận được 25 đồng được rồi và được chích thuốc nữa, mừng quá. Đối với cộng đồng Việt Nam mình thì họ rất là appreciate cái chuyện đó. Họ được chích là một cái coi như là một cái được ưu tiên rồi, là thành viên của Captima được chích rất là hãnh diện, mà được 25 đồng nữa, what else? Sướng rồi, rất là sướng rồi. Thành ra có rất là nhiều người nhận được 25 đồng, thì như vậy là mình chích hai mũi thì được 50. Rồi gần đây thì tôi thấy gần đây như là ông thống đốc của mình đó, ông có hàng tuần ông sổ số, có người chích được 5.000, được 50.000, nghe nói đâu có độc đắc được cả 1.000.000 nữa. Cái đó thì thật là tôi nghĩ đó là một cái hình thức stimulus và cái tiền mà của stimulus plan của chính phủ nó xuống đó, thì họ làm vậy cũng là tốt thôi. Nhưng mà cái điều mà tôi cũng nghĩ là cũng quan trọng thì nói đây thì nó hơi có vẻ hơi quá lố chút xíu, nhưng mà quý vị nhớ là thuốc chính phủ mua mà rất là nhiều, bỏ rất là nhiều tốn kém, mà nếu mà họ dự trù để chích cho đa số hơn 70% cư dân người lớn tuổi được chích, mà nếu mà không chịu chích á, cái số thuốc mà nó dư nó expire nó uổng lắm. Tin hả bạn? Tại vì thuốc nào, thuốc chủng nào cũng có expiration date đó. Tại chưa thấy đó là trong một năm mình tạo được cái vaccine đây. Xứ Mỹ này là một xứ là coi như là cái tài nguyên về nhân lực, vật lực, resource hơn vô địch trên thế giới. Tôi có rất nhiều người bạn đồng nghiệp với tôi ở bên Canada tới ngày hôm nay chưa được chích.
Mà nếu mà nhìn chung quanh, ngay đừng nói xa xôi, Canada và Europe, hỏi coi cái tỷ lệ dân ở bên Canada và bên Europe, bao nhiêu người được chích? They begging for it. Yeah. They xin được chích. Tới ngày hôm nay, kể cả professional, healthcare professional cũng chưa được chích 70% nữa. Mình có cái very special. Tới hôm nay cái số thuốc mà chủng vaccine COVID qua Pfizer, qua Moderna, rồi Johnson Johnson số 1 đã được chứng tỏ là an toàn và hữu hiệu. Chích nếu mà có bị phản ứng phụ, chỉ đau hay là giống sốt 1-2 ngày rồi sẽ qua đi. Thành ra rất là an toàn, rất là hiệu lực. Là đến ngày hôm nay thấy cái sự che chở, tất cả study show là hiệu lực nó trên 90%. Well, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về hôm nay. Sau phần quảng cáo, Julie sẽ tiếp tục nói chuyện với bác sĩ. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today, we have an opportunity to talk to Dr. Tone Tran from the Family Choice Medical Group to talk about the importance of vaccination, herd immunity, and also to understand the great opportunities we have here in the United States to have access to such a vaccine that can save so many lives. Julie Yip, kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Hôm nay, Julie hân hạnh mời được bác sĩ Trần Quốc Loan lên đài nói chuyện về COVID vaccine. Bác sĩ, trước khi phòng quảng cáo, chúng tôi có thời gian nói chuyện về về nước Mỹ mình có là great opportunity được có cái vaccine đây. Mà tại sao mình so sánh với cái nước khác, nhiều người, bao nhiêu cái first responder hay bác sĩ muốn có vaccine mà có không được? Mà bác sĩ so sánh về tại sao người ở Mỹ đây không có biết là cái quan trọng của cái vaccine đây, về cái effectiveness của vaccine, bác sĩ? Thì thưa cô, thưa khán giả cũng như là thưa cô Julie Diệp, cái khi mà nói đến cái nguồn nhân lực, vật lực, cái resource của người Mỹ, của cái xứ Mỹ này, nó vô tận mà nó rất là coi như là tốt đẹp hơn trong thế giới này. So sánh với những nước mà láng giềng như Canada đi, cũng là một nước tân tiến, nhưng mà cái nguyên liệu, tài nguyên liệu của nhân lực, vật lực của xứ Canada không bằng xứ Mỹ. Tới ngày hôm nay, theo tôi được biết thì không phải là cái số mà người dân của bên Canada, Canadian được chích ngừa không even tới 50%, thấp hơn nhiều. 20-30%, tôi không dám nói, nhưng mà tôi biết là có thấp là tại vì có nhiều đồng nghiệp của tôi bên Canada mới được chích mũi đầu cũng mừng quá rồi. Trong khi mình bên này đã đa số là cái tỷ lệ ở các bác sĩ cũng như là healthcare members của nhà thương, của những hợp cơ, tổ hợp y tế, đa số như cô thấy đó, có nhiều chỗ 90%. Nhưng phải nếu mà nói về các bác sĩ cũng như là nhân viên của tổ hợp y tế phim cho, tôi phải nói là hơn 90%. Cái đó là một điều rất là hãnh diện, là chúng ta có một cái cơ hội được chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ như vậy. Trong khi đó thì nếu mà tôi nói xa xôi nữa, chỉ những cái nước mà chậm tiến hay nước nhược tiểu như nước Việt Nam chúng ta đi, thì dĩ nhiên ngày hôm nay cái số tử vong, về số nhiễm trùng, về COVID, số tử vong nó bắt đầu nó lên cao. Vì vậy nên những người về Việt Nam bây giờ bị cách ly. Và tôi biết là có rất nhiều người được ao ước được chích COVID vaccine. Ở Việt Nam có nhiều người có tiền mà muốn mua vaccine, muốn có cái được vaccine mà cũng không có được. Tại chú thì cũng có gia đình ở Việt Nam ở Sài Gòn. And họ cũng nói bây giờ đã bị lockdown. Cái số lượng về COVID nó cao quá. Thì bây giờ cũng rất là nguy hiểm bên đó. Thì mình thấy đó là bên đây ở Mỹ, ở Hoa Kỳ mình có cái nhiều cái cách để cho bảo trợ gia đình của mình, bảo trợ và cộng đồng của mình. Thì Julie thấy là hay nhất là bây giờ là mình có là reopening, là mở rộng ra. Mà Julie muốn hỏi ý kiến bác sĩ đó là hiện tại
mình có chưa tới herd immunity. Mà điều bây giờ mình đang we're gần lắm rồi, close. Gần, we're getting closer. Yeah. So bây giờ mình có mở là is it we're opening too early? Hay bác sĩ làm sao để cho mình vẫn được giữ cái sức khỏe về cái bảo trợ cho gia đình của mình, bác sĩ? Thì nếu mà mình nhìn kỹ đó, nếu mà quý vị nếu coi TV, coi những news media ở đây, qua bác truyền hình, truyền thanh, truyền hình và báo chí, thì quý vị sẽ thấy là cái khuyến cáo rất là rõ ràng. Tất cả mọi cái guideline của chính phủ, guideline của CDC, của FDA, của chính phủ, nó không có cứng nhắc, nó không có ai phải làm một cái guideline duy nhất. Nhưng mà nó rất là flexible, nó rất là uyển chuyển. Flexible tùy theo địa phương, tùy theo cá nhân, tùy theo cái địa phương từng quận, một quận đó, tùy theo cái dân số mà thuộc về gốc tích của quốc tịch nào. Ví dụ như là cộng đồng Mễ, cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Mỹ Trắng, cộng đồng Mỹ Đen, thì mấy cái đó nó thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà nó vẫn là rất là quan trọng cho quý vị thấy là khi mà mình chích ngừa rồi đó, là mình được che chở rất là, không những cho cá nhân mình mà che chở cho người chung quanh của mình nữa. Khi reopening phải ý thức cái chuyện đó, be mindful và người chung quanh. Nếu mà một người khỏe mạnh, fully vaccinated, mà đi ra ngoài tập thể thao hay đi ăn có thể bỏ cái mask là được. Thế nhưng mà nếu mà người đã fully vaccinated rồi, được chích hai mũi rồi, mà trong nhà có người bị ung thư, đang được chemotherapy, đang radiation therapy, please, chích rồi vẫn phải, nếu mà tiếp xúc với mấy cái người đó cũng nên mang mask. Những cái người mà họ đang đau yếu trong nhà, tại vì tôi có nhiều người họ bệnh nặng, họ đang bị ung thư, họ đang chemotherapy, rồi có người được chích rồi, có người chưa được chích. Những cái người chăm sóc cái người đó, dạ vâng, phải mang mask. Mà cái người mà chỉ là mình chích rồi, bác sĩ, yeah, mình có vẫn là cái carrier của cái vaccine, thì mình cái mask á, cái khẩu trang á, là bảo trợ cho mình mà cũng bảo trợ cho cái người thương, vâng, của mình, trong người, đúng trong rồi, gia đình, phải không? Vì vậy nên thấy ngày hôm nay reopening có nghĩa là nếu bệnh nhân mà tới phòng mạch, bác sĩ vẫn phải mang mask. Dạ vâng. Phòng mạch tôi vẫn phải khuyến khích những cái cơ sở về y tế phải mang mask. Đi coi đá banh hay đi coi, thì bây giờ người ta đi đá coi đá banh, người ta phân chia ra những cái khu dành cho những người đã fully vaccinated. Còn những khu mà có những người chưa vaccinated nhưng mà cái test nó negative, họ lại chia ra đấy. Thành ra nó rất là uyển chuyển, nó tùy theo cái mỗi người. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình phải mindful, ý thức cái trách nhiệm của mình đối với cá nhân cũng như đối với người chung quanh và đối với cộng đồng. Thì mình phải ý thức cái chuyện đó. Người ta cho mình reopening, cho mình cởi mở lại để trở lại cuộc sống bình thường, rất là mừng. Nhưng mà nhớ là nếu mà herd immunity chưa có hoàn hảo, mình không cẩn thận, ngày hôm nay đã có variant là Delta variant rồi. Yeah. Mà nhưng mà đều để nói đây, tôi muốn nhắc quý vị là càng có nhiều variant thì cần phải càng chích ngừa nhiều hơn. Là tới ngày hôm nay CDC cũng như là FDA, cái result nó ra đó, nó thấy là nếu quý vị chích ngừa hoặc là Pfizer, hoặc là Moderna, hoặc là Johnson Johnson, nếu quý vị chích thì cái hiệu lực của ba cái thuốc chủng này của Mỹ che chở được, nếu mà chích một mũi được 30% chống lại con variant Delta variant, Delta 30%, fully vaccinated thì nó lên được tới 80%. Đó là Delta, cái result này là Delta variant. Tức nghĩa là con siêu vi nó đã biến dạng rồi, nó mutate rồi, thay đổi rồi. Mà tới ngày hôm nay cái vaccine nó vẫn còn hiệu lực, dù rằng nó thấp hơn đối với mấy cái variant khác. Khởi thủy đó, cái study của Pfizer, study của Moderna và Johnson Johnson đều trên khoảng 90% hoặc cao hơn. Nhưng mà về sau này cái có variant, có Delta thì nó cái sự che chở nó giảm xuống, nó còn cỡ 80% nếu mà fully vaccinated hai dose. Mà chưa thì thấy đó là có nhiều người á, họ nói họ không có chịu làm hai cái, họ chỉ chích một lần thôi, mà họ không có chích cái mũi thứ hai, thì cái đó là ảnh hưởng rất là uổng. Là thế này, tại vì khi mà chích mũi đầu thì nó che chở được có 30 mấy phần trăm tới 40% thôi,
Mà nếu một quý vị nghĩ là vì sợ là vì bị phản ứng phụ thì có đôi khi có phản ứng phụ thì như mình đã nói hồi nãy là mình chích COVID vaccine xong có thể mình mệt mỏi trong 1-2 ngày. Nhưng nếu mà quý vị chích có một mũi không chỉ được che chở có 30% thì cái nguy cơ bị fully bị và nhiễm trùng COVID và với những di chứng của nó thì tới ngày hôm nay tôi muốn nói chút xíu về những cái nó gọi là long hauler hay là long COVID. Có nghĩa là những người đã bị COVID rồi rồi sau thường thường đó, đa số là sau 1-2 tuần họ sẽ trở lại bình thường. Nhưng tới ngày hôm nay có tùy theo cái study nó cho mình thấy từ 10 tới 30% những người đã bị bệnh COVID rồi bị dư chứng long hauler, dư chứng kéo dài bao nhiêu lâu? Thường thường là nó kéo dài từ 4 tuần lễ là 1 tháng tới 6 tháng tới 1 năm. Nếu mà quý vị tưởng tượng, nếu mà chút xíu nữa mình sẽ nói cho rất là rõ về cái những cái dư chứng cái long hauler đó, những cái dư chứng của bệnh COVID đó, thì tôi sẽ nói rất là nhiều. Tới ngày hôm nay thì mình sẽ từ mình sẽ nói hết. Julie, rất cảm ơn bác sĩ chia sẻ rất là chi tiết về cái triệu chứng từ cái triệu chứng về 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 COVID với cái quan trọng để cho cái chích chích về COVID về cái vaccine. Julie, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về COVID long hauler. Cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I am your host, Julie Yip. Julie Yip, cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Hôm nay, Julie hân hạnh mời được bác sĩ Trần Quốc Thắng đến lên đài nói chuyện về COVID vaccine, về cái quan trọng cho đó. Julie cũng cảm ơn bác sĩ với Family Choice để cho sponsor cái show đây mỗi tuần. Julie thấy đó là khi là Julie làm trong người là speech therapy, là âm ngữ trị liệu. Trong phần phòng mạch của Julie có rất nhiều người có bị COVID, có thể là không mắc mãn mà bây giờ họ có vẫn mỏi mệt nhiều hơn với cũng có khó khăn thở. Cái đó nó kêu bằng là long hauler. Bác sĩ nói thêm về long hauler tiếng Việt Nam là gì để cho quý vị khán giả hiểu cái quan trọng là tại sao mình phải cần chích ngừa. Vâng, thưa quý vị, thì cảm ơn cô để nhắc nhở tôi với vấn đề mà sau khi bị COVID thì tôi gọi là dư chứng hết những cái complication của cái COVID infection. Qua cái giai đoạn gọi là acute phase đó là có nhiều người phải vô nhà thương, có người nằm máy thở, nhưng có nhiều người thì không cần vô nhà thương, không cần nằm máy thở nhưng mà cũng chỉ cảm tự cách ly ở nhà. Thì thường thường đa phần thì sau khoảng chừng 2 tuần thì những triệu chứng nó đã hết, thì mình có thể tương đối trở lại và cuộc sống bình thường, sức khỏe trở lại như thường. Tuy nhiên tùy theo cái cuộc khảo cứu của những địa phương khác nhau, những trường đại học khác nhau thì người ta thấy là cái tỷ lệ từ 10 tới 30% những người đã bị nhiễm COVID rồi có một dư chứng. Những dư chứng này quan trọng, rất là quan trọng, chúng ta phải biết để phải nói tới. Như cô Julie Diệp vừa mới nói đó là chuyện chích đầu tiên là cái COVID nó gây ra, nó gọi là multi organ multi system inflammation, nó làm cho viêm tất cả những cơ bộ phận, cái cơ quan organ ở trong cơ system ở trong cơ thể của mình. Chuyện đầu tiên cô nói tới cái brain, cái đầu của móc của mình. Thì những cái dư chứng mà của những người 10% tới 30% bị COVID xong thì chuyện đầu tiên thông thường nhất là mệt mỏi, fatigue, tiredness, mệt lắm. Và cái thứ hai là nó gọi là foggy brain, là người ta bị người ta không concentrate được, không có tập trung tư tưởng được, hay quên. Nhiều khi có những cái từ mà muốn nói ra mà không quên, không nói được. Thì đó là cái do cái dư chứng, cái complication của cái COVID infection nó làm viêm trong cái não bộ của mình. Thì nó còn nhiều lắm. Có nhiều người, nếu mà những người ngoài, đây tôi muốn nhấn mạnh ở đây, không phải chỉ có những người bệnh nặng phải vô nhà thương mới bị dư chứng. Có nhiều người không có bệnh nặng
chỉ có ở nhà, chỉ có cảm rồi sổ mũi, nóng sốt, khó thở một thời gian, nhưng mà có bị dư chứng như thường. Cái dư chứng này không phải là vì nằm nhà thương, phải vô nhà thương nằm máy thở. Dư chứng này không phải là vì mấy cái người này có những bệnh kinh niên, có những người rất khỏe trước khi bị COVID và sau khi bị COVID rồi không phải nằm nhà thương, chỉ cần cách ly ở nhà thôi mà vẫn có nhiều dư chứng, vẫn sau 4 tuần lễ, rồi 4 tháng, 3 tháng, cả năm sau vẫn còn thấy mệt mỏi, còn thấy khó chịu. Yeah. Julie cũng chia sẻ với bác sĩ trong cái phần commercial là bạn của Julie lúc mà bị COVID là rất là mệt mỏi, là cũng khoảng cũng 6 tháng luôn đó. Đứng không có sức mà đứng nấu đồ ăn, với đi bộ vô ra một chút từ phòng hay ra phòng khách rồi thở không có được. Thì Julie thấy bạn của Julie phải luôn luôn phải thở cái oxy, phải oxy tới nhà mãi. Thì bác sĩ, nhiều bệnh nhân của bác sĩ có bị vậy không? Vâng, thưa cô Julie, thì thưa quý vị, thì tôi vừa mới nói tới cái não bộ thì mình nhức đầu, rồi nếu mà mình nặng hơn nữa bị depressed, yeah, bị post traumatic syndrome, thì về vấn đề tâm thần. Rồi đi cái mà triệu chứng quan trọng nữa là nó về phổi. Viêm ở trong phổi của mình thì làm cho mình khó thở. Thì là cái triệu chứng khó thở rất là thông thường. Thì mình tưởng tượng sau khi 1-2 tuần bị COVID rồi mà bị khó thở triền miên tháng này qua tháng khác rất là khó chịu. Nhiều bệnh nhân của tôi trước khi bị COVID có thể đánh tennis 2-3 tiếng đồng hồ không sao cả. Nhưng bị COVID xong không đánh, mỗi lần đánh tennis hay đi bộ chút xíu là khó thở rồi, không đi là khó thở. Thì cái điện thể tôi nói luôn, những người bệnh của tôi như vậy đó thì thường thường là phải chữa trị họ, cũng như là một người bị cần phải inhaler cho họ xịt thuốc cho thở oxygen để họ khỏe trở lại. Mà cái khổ là đôi khi nó kéo dài, có nhiều người may mắn 1-2 tháng, 3 tháng nó hết, có nhiều người kéo dài cả 6 tháng và năm. Yeah. So cái khuyến khích của mình á là bác sĩ là hôm nay á là quý vị phải nên chích chích giết ngừa COVID, là không phải là mình không là mắc, không phải là sợ mất mạng không, mà mình sợ về bị cái long hauler. Yeah. Thì nó ảnh hưởng nhiều. Tại Julie là người âm ngữ trị liệu, là speech language pathologist, so nhiều bệnh nhân của mình đó là lúc mà họ bị COVID rồi mà bây giờ họ quên nhiều, thì phải nhiều người Việt Nam của mình không biết là phải gọi bác sĩ, họ phải enroll trong Family Choice để cho họ được đi speech therapy. Thì cái phần đây Julie thấy là trong cộng đồng Việt Nam của mình á, nhiều người Việt Nam của mình không biết cái người âm ngữ trị liệu để giúp chữa trị về phần đó. Thêm nữa là cái phần thở, chừng nào bệnh nhân của Julie không có khả năng thở hoặc thở yếu đó, thì nó gọi là problem with synchrony with phonation and respiration. That means là đó là chừng nào mình thở không được, có thể mình không có đủ hơi phát âm, hoặc có thể mình muốn nói chuyện với gia đình mà cái hơi của mình nó yếu quá, hụt hơi thì không có ai hiểu mình hết, phải không? Yeah. Thì cũng hơi bực mình. Yeah. Một phần mà bác sĩ nói thêm á là cái phần ảnh hưởng về tâm lý tâm thần. Thì chừng nào bệnh nhân nào mà ở bệnh viện lâu, hoặc có thể bị bệnh lâu quá, cũng ảnh hưởng cái sức khỏe tâm thần của bệnh nhân. Julie thấy trong cộng đồng Việt Nam của mình, có thể lúc mà mình bị depression hay anxiety, tại mình thở không được, có thể nó bị anxiety. Bác sĩ có thấy người Việt Nam mình chịu uống thuốc về cho mấy cái triệu chứng đó không, hay có chịu liên lạc bác sĩ để cho bác sĩ giúp không? Câu hỏi là rất là hay. Là thưa quý vị, thì đa phần của bệnh nhân của tôi, như trong tổ hợp, tôi thấy là số 1, người Việt Nam mình họ rất là ý thức cái nguy hiểm của cái bệnh COVID. Thành ra họ bị triệu chứng thường thường họ đi gặp bác sĩ liền. Dạ, vâng. Cái đó là điều rất là đáng mừng, là người Việt Nam mình họ ý thức sức khỏe lắm. Có những ông già bà già 70-80 tuổi mà lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của mình, mà bị COVID xong cũng vậy, cũng trước tiên là rất là xung phong đi chích ngừa, không cần phải kêu gọi gì đó, họ tự nguyện họ tới họ xin chích. Yeah. Đồng thời nếu họ bị bệnh, họ có thể hỏi không, cho tôi thử, cho thử có phải COVID hay không, thì đó là điều rất là đáng mừng. Yeah, vâng. Thành ra trong nói riêng cộng đồng của mình thì như vậy, nhưng mà nếu mà nói qua những cộng đồng khác so sánh thì mình cộng đồng của mình họ ý thức hơn nhiều, về họ mindful mà cái vấn sức khỏe của họ, họ để ý sức khỏe của họ nhiều lắm. Yeah. Yeah. Cái sức khỏe cụ thể về cái body họ, yeah, họ chú ý. Yeah. Mà Julie muốn nhấn mạnh về cái sức khỏe tâm thần á. Yeah. Người Việt Nam của mình có thường đi bác sĩ không? Họ có cần sự giúp đỡ của bác sĩ, họ có đòi hỏi không?
Thường thường thì đấy là cái điểm yếu của mình, của cộng đồng mình. Người Việt Nam thì họ họ sợ đi khi mà nói là bị gán cho cái danh từ là bị bệnh tâm thần, họ sợ. Thực ra vấn đề trầm cảm ở trong cộng đồng mình không phải là không có, rất có nhiều người bị trầm cảm cũng như bị lo âu anxiety thì rất có rất nhiều người. Nhưng mà đôi khi thì cái số người mà họ denial, họ trước hết có nhiều người họ deny, họ không chịu chấp nhận trên đó. Cái thứ hai họ không chấp nhận cái định bệnh nó là mang cái bệnh nó bị bệnh tâm thần, họ cũng vấn chuyện đó. Thành ra vấn đề mà có hai vấn đề trong cộng đồng của mình. Số một là khi mình refer họ đi, họ không chịu đi. Đôi khi họ bằng lòng cho họ nhận thuốc của bác sĩ gia đình cho họ thì họ uống, nhưng mà biểu thôi bây giờ đi gặp bác sĩ chuyên môn về tâm thần đi thì họ không đi. Họ ít, họ cũng đi vậy, nhưng mà có một số họ không chịu đi. Rồi cái vấn đề mà nếu mà họ họ đi rồi mà uống thuốc mà liên tục cũng vậy nữa, cũng thành ra tiện thể trên câu hỏi rất là tôi mừng là tôi khuyến khích quý vị ở ở đây đó, ở trong cộng đồng của mình đó, nếu mà mình cảm thấy mình buồn phiền, mình chán nản, mình xuống tinh thần cho uống thuốc để mà lên tinh thần. Cái chuyện mà tâm về vấn đề tâm lý ngày hôm nay là do cái một cái rối loạn về về cái chất hóa học trong đầu của mình. Thế có rất là nhiều thuốc để mà chữa, để uống cho mình trở lại cuộc sống bình thường. Thì quý vị nên tâm sự với bác sĩ của mình. Và nếu bác sĩ của mình, bác gia đình mà sau khi làm những cái thử nghiệm như là mini mental test hay là PHQ-9 xong đó, cho quý vị là trắc nghiệm đó, để thử trắc nghiệm xong mà muốn quý vị uống thuốc, muốn quý vị đi gặp bác sĩ chuyên môn về tâm thần thì nên đi. Tại Julie cũng có kinh nghiệm về cái phần đó, mà tại Julie thấy là trong nghề của mình á, mình nói là cái thuốc mà tâm thần á làm cho mình muốn chấp nhận cái sự giúp đỡ của mọi người. Đó là like ability to receive help. Julie cảm ơn bác sĩ đã nói thêm về đây. Về phần sau phần quảng cáo á, Julie muốn tiếp tục nói thêm chi tiết hơn làm sao mọi người khán giả liên lạc bác sĩ với hiểu thêm về cái Family Choice Medical Group. Cảm ơn bác sĩ. Julie cảm ơn khán giả của Little Saigon TV đã luôn luôn ủng hộ chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Julie hy vọng sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói làm sao mình tìm hiểu thêm được mấy cái chương trình của Family Choice Medical Group. Cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice tổ ấm y tế của mọi gia đình 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I am your host, Julie Yip. We are so happy for you to continue to watch the show. And today we want to continue having a conversation with Dr. Tone Tran about COVID and the importance of vaccination and understanding what long haul means, because it's not about, you know, preventing a death, but also preventing the long-term effect of COVID. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với bác sĩ Trần Quốc Toản về COVID. Hiện tại đó là mình có thời gian nói chuyện chi tiết về cái quan trọng về COVID, về cái ảnh hưởng của COVID cho cái chừng nào mình không có chữa trị chi tiết. Julie muốn hỏi thêm về bác sĩ. Bác sĩ có cái lời khuyên kích gì cho khán giả để cho trường hợp khán giả chưa chích về COVID, bác sĩ? Vâng, thưa cảm ơn cô. Thì câu hỏi của cô nhắc tôi là hôm nay tôi cảm thấy tôi có cái bổn phận lên đây để mà khuyến khích quý vị đi chích ngừa COVID. Khi mà nói đến COVID thì ta nói như người ta sợ là phải không thở được, phải vô nhà thương nằm máy thở đến tử vong. Nhưng mà ít có khi ai nói đến cái lòng hồ, cái dư chứng của bệnh COVID. Thì hôm nay cái cơ hội của chúng tôi lên đây trình bày quý vị những cái long hauler, cái gọi là long COVID, là dư chứng của bệnh COVID nó kéo dài. Nó không phải là 1-2 tuần, như tôi nhắc lại nhiều lần rồi. Có thể từ 10-30% những quý vị bị nhiễm trùng COVID, dù nặng, dù nhẹ, dù phải vô nhà thương hay không vô nhà thương, nó có những dư chứng, cái complication của nó. Thì ngoài vấn đề về tâm thần, về đầu óc rồi, mình nói tới vấn đề phổi rồi, mình nói vấn đề tim rồi, rồi bây giờ nó còn ảnh hưởng đôi khi người sau khi đã bị đau bụng, bị tiêu chảy, rồi bị
bị cái bao tử của mình bị bệnh bao tử thì rất là khó chịu, ăn uống không ngon, rồi ăn vô cứ muốn ói, rồi khó chịu, rồi nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của cái người sau khi bị COVID. Nó kéo dài đến 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, có người đến ngày hôm nay cả năm, thì nó có thể lâu hơn nữa, tại vì kinh nghiệm của chúng ta đối với COVID nó mới được 2 năm kinh nghiệm mà. Thành ra một lần nữa thì tôi nhấn mạnh ở đây, mong muốn quý vị đừng có vì lý do nào khác nghĩ đến chính cá nhân của mình, bảo vệ cái cuộc sống của mình nó được hạnh phúc, được vui tươi hơn là sống lúc nào cũng khổ sở, lúc nào cũng đau đớn, mất vui. Sống vui, phải sống vui, sống khỏe, mà sống mà không vui, mà sống không khỏe, sống làm gì, phải không? Thành ra như tôi nghĩ như vậy, thành ra nên đi chích ngừa, đó là cho cá nhân, bảo vệ chính cá nhân mình, và đồng thời bảo vệ thân nhân của mình, những người của mình trong gia đình mình, và đồng thời bảo vệ cộng đồng, nghĩ xa chút xíu, cộng đồng của mình, cộng đồng của những người chung quanh mình, cùng một sắc dân hay là khác sắc dân của mình, người láng giềng của mình. Đây là vấn đề mà mình nghĩ, tại vì đây là pandemic, nó không phải là endemic mà là pandemic, không phải là trong cái cộng đồng nhỏ bé của mình mà nó ra toàn quốc và nó toàn cầu, toàn thế giới. Thành ra nên nghĩ xa một tí, và tôi, đây là cái cơ kêu gọi rất là thảm thiết và tôi xin quý vị đi chích ngừa. Nếu chích một mũi rồi mà có đau đớn, mà sợ tí 1-2 ngày mà không dám đi mũi chích thứ hai, thì please đi chích mũi thứ hai. Chích mũi thứ hai thì được che chở COVID 90%, dù rằng khi nói tới Delta variant thì cũng được 80%, thì nên đi chích. Julie, cảm ơn bác sĩ đã khuyến khích khán giả hôm nay. Tại Julie biết cái schedule bác sĩ là rất là bận rộn. Yeah. Thì Julie cũng cảm ơn bác sĩ để chia sẻ về cái thời gian rất là quý lên nói chuyện với Julie, với khuyến khích cho khán giả để cho nhớ, cho mình hiểu là cái quan trọng của cái vaccine này. Ở Hoa Kỳ đây mình có cái câu hỏi rất là đặc biệt mà Julie cũng thấy rất là có nhiều người không có biết, how blessed we are. Yeah. That we have an opportunity. We are blessed to be protected, to protect our families and protect our community. Yeah. You know, Julie muốn hỏi thêm là Family Choice Medical Group. What does Family Choice do to help our community as far as access to vaccines or protecting families against the pandemic or during COVID? Vâng, thì thưa cô Julie, thì để trả lời là tổ hợp Easy Family Choice hiện nay đang phục vụ gần 70,000 cư dân trong quận Cam, Việt Mỹ trong quận Cam. 45% thành viên của tổ hợp Easy Family Choice là người Việt Nam, 55% là sắc dân khác, nhất là những sắc dân gọi là Hispanic Speaking Community. Thành ra chúng tôi rất là hãnh diện là có cơ hội để phục vụ cộng đồng Việt Mỹ trong quận Cam. Và trong như tôi nói trong phần đầu, thì trong tháng 5, chúng tôi có nhận được khoảng chừng 3,000 dose của thuốc COVID vaccine của Optima. Chúng tôi đã trích hết 3,000 dose rồi. Và hiện nay thì những bác sĩ ở trong tổ hợp sẵn sàng giúp quý vị để hướng dẫn quý vị đi trích ngừa. Và nếu quý vị bị dư chứng của bệnh COVID long hauler thì chúng tôi biết cách giúp quý vị qua khỏi những khó khăn. Thì nếu mà không giúp được ngay lập tức thì cũng kéo làm cho cái dư chứng nó không bị kéo dài quá. Như tôi nói rồi, tôi có một số bệnh nhân sau khi bị COVID rồi thì cái dư chứng nó kéo dài, chúng tôi cố gắng ngăn làm ngắn nó đi. Hy vọng là những sự mà chăm sóc của các bác sĩ trong thành viên của tổ hợp Easy Family Choice giúp cho quý vị cái long hauler nó ngắn đi, thay vì 3-4 tháng nó có thể 1-2 tháng nó qua đi. Thành ra quý vị đừng có ngần ngại, nên chia sẻ bác sĩ gia đình của mình, nên đến tham khảo bác sĩ gia đình của mình về mọi phương diện, về sức khỏe, về tim phổi cũng như về tâm thần. Cảm ơn. Và nhất là cô Julie Diệp ở đây, nếu mà quý vị có vấn đề về, tại vì đôi khi cái COVID nó làm cho ảnh hưởng đến cái đầu óc của quý vị, có việc có thể về cần cái speech, phải cái therapy để mà nói cho nó khỏi có bị hụt hơi, cách nói để không có để ngắn hơi quá, thở hổn hển nói không nổi, phải không? Yeah. Như khi mình mệt có mình nói không hết câu. Nên thì cũng là một cái điều tốt. Thì nếu mà COVID là cô Julie là một provider của tổ hợp Easy Family Choice. Yeah. Cảm ơn bác sĩ đã tin tưởng Julie trong mấy năm đây. Yeah. Julie làm as a speech therapist cũng hơn 20 năm rồi.
But I think from Family Choice, I think we've been a provider for many years too. Cho nhất là cho trẻ em trước phòng. Yeah, so. Well, tại Julie là giúp cho trẻ em bị tự kỷ, là nhiều người biết tại autism, Julie có yeah. cho cái non-profit, là OC Autism Foundation. Mà trong cái trung tâm của mình, cái phòng mạch của mình á, mình không phải là giúp cho trẻ em không. Là tại cái specialty của Julie á, là strokes and brain injury and respiration and talking and nhai nước thức ăn nữa. Để phải nhiều lúc á, thì họ bị yếu, có thể họ ăn, họ bị sạc. Họ có thể bị aspiration pneumonia, là đồ ăn nó vô phổi thì nó bị viêm phổi. Thì mấy cái phần đó là rất là quan trọng. Mà I think người Việt Nam của mình nó không có hiểu là cái âm ngữ trị liệu là không phải là phát âm không. Mà giống như bác sĩ nói đó là bệnh COVID nó ảnh hưởng là multi-system. Thì ảnh hưởng bộ não trước, cái lung của mình, cái phần thở, cái tim, everything. You know, multi-system. So Julie cũng ráng khuyên quý vị, nào quý vị chừng nào quý vị chưa chích ngừa COVID, nên chích ngừa COVID là rất là quan trọng, là không phải là bảo vệ cho mình không, mà bảo vệ trong người trong xung quanh của mình. Chỉ nào you know Julie cũng có you know ông bà ở nhà cũng lớn tuổi, có thể mình không có lo cho tại mình nói mình trẻ, mình không có sợ bệnh, mà có thể mình muốn bảo vệ cho ông bà cụ ở nhà để cho vẫn có nhiều cái hạnh phúc với con cháu. Thì cái đó Julie thấy là quan trọng hơn, tại có thể người trẻ không có lo lắng mà mình muốn bảo trợ cho cái người xung quanh. Julie cảm ơn bác sĩ đã có thời gian nói chuyện với Julie hôm nay. Julie muốn nhấn mạnh với quý vị đó là trong cái năm đây, một năm rưỡi, là có rất nhiều người ở nhà cũng lo lắng về COVID. Có thể ông bà cụ cũng không dám đi chợ. Mà bây giờ đó là cái herd immunity cũng gần được là trong quận cam của mình. Thì mình cũng vẫn là, mình thấy là cũng vẫn sử dụng cái khẩu trang, vẫn giữ cái bảo vệ đó. Mà đừng có sợ ra ngoài bác sĩ. Thì Julie cũng muốn khuyên á, là khán giả ở nhà đó là mình cũng lo lắng về COVID, mà mình cũng phải nên cũng đi chợ chút. Có thể cho nên mình sợ nó đông chỗ quá, thì mình đi bữa sáng hay đi bữa tối, ít người chút, đó là cũng ok. Tại Julie thấy ông bà ở nhà sợ quá, không có dám ra park exercise. Mà bác sĩ nói đó là chừng nào mình chích ngừa rồi, mà mình ra ngoài không khí nó mở rộng ra đó, là cái đó là cái sức khỏe nó tốt rồi. Bác sĩ có cần cái lời cuối khuyên cho quý vị khán giả một lần nữa không? Có cơ hội này thì cảm ơn cô, thì tôi muốn nhắn nhủ quý vị khán giả cũng như là người trong cộng đồng của chúng ta, muốn sống vui sống khỏe chúng ta phải số một vấn đề ẩm thực rất là quan trọng, ăn uống rất là quan trọng, vấn đề ngủ rất là quan trọng. Người Việt Nam nó là ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Thế nên quý vị nên để ý đến cái chuyện ăn uống của mình, ăn uống nó lành mạnh, đừng ăn junk food, đừng ăn dầu mỡ nhiều, đó là rất là quan trọng. Đó cá nhân tôi nghĩ là vấn đề ẩm thực rất là quan trọng. Sau đó quý vị cố dỗ giấc ngủ, cố dỗ giấc ngủ. Quý ông quý bà đừng coi phim bộ, phim đại hàn, cái soap opera coi suốt đêm, cái ánh sáng của tia cái Blu-ray ở trong TV đó làm cho cái đầu mình nghĩ là ban ngày, thế nên mình không ngủ được. Thành ra ban đêm sau 8 giờ tối tôi không coi TV, tôi để cố dỗ giấc ngủ, tôi để nhạc êm dịu, tôi phòng nó ấm cúng là mình ngủ, nó êm dịu mình ngủ. Quý vị nên ngủ 7 tiếng đồng hồ một ngày. Cái đó là hình thức để chống COVID. Cái cuối cùng để mà chống COVID là exercise. Như cô Julie nói, quý vị nên đi ra ngoài. Đi ra ngoài không khí nó mở rộng, không có bị nhiễm trùng đâu. Nếu mà fully vaccinated rồi ra ngoài tha hồ ra park đi đâu cũng được hết á. Nhưng đừng vô cái đám đông mà trong một cái phòng party, một cái phòng chật chội 20 phút mà cả chục người đứng thì không nên. Nhưng mà ra một cái park hay ra bãi biển đi bộ thì rất nên. Hay là đi vòng vòng trong khu phố cũng rất nên. Đó là điểm của tôi, có 3 điểm. Ăn được, ngủ được và đồng thời tập thể thao, tập tài chi, tập cái gì cũng được. Tối thiểu 15 phút một ngày. Có thì giờ tập 30 phút, có thì giờ tập 40 phút. Như tôi, nếu mà tệ nhất tôi tập 15 phút một ngày. Mà human being is a habit creature. Mình làm gì mà thói quen, nếu mà quý vị làm mỗi ngày, nhưng mà ngày nào quý vị không làm thì thế thiếu thốn. Thì đó là những lời khuyên cuối cùng của tôi. Cảm ơn cô. Well, Julie rất là cảm ơn được hân hạnh hôm nay gặp được bác sĩ. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Hôm nay bác sĩ có một lời rất là quan trọng, đó là sống vui, sống khỏe. Cảm ơn quý vị.